Hello, chào các em nha. Mình là Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em một lô những cặp loa mà Nhật vừa mới vào hàng. Đây là những cặp loa mà phải nói là cực kỳ hot mà mình bán, mình nói là rất là chạy trong năm nay anh em. Mình bán mà nói là phải được cặp vậy nha mà. Đây cặp loa nó sẽ đến từ thương hiệu Nòi của mình anh em. Đây dòng siêu đẳng chỉ đặt nha. Đây, qua trên em xem. Nó sẽ có một cái thiết kế như vậy anh em. CBL 8340. Cái này sẽ bao gồm chúng ta một watt 25 và một chiếc kèn nha em. Đây, và Windo và gồm 3 con nha em. Đây, mọi người cùng xem qua bề tem nhãn sản phẩm này. Con này được sản xuất tại California, USA anh em. Model 8340, công nghệ Cinema Surround, công nghệ âm thanh vòm anh em. Cái này cỡ kháng là 8 ohm. Được sản xuất bởi Harman International Company. Hàng chính hãng là Made in USA nha nè. Và đặc biệt ở dòng này thì Nhật gửi lại cho anh em với một giá cũng là siêu rẻ, nhưng mà chỉ với 8 triệu đồng thôi. Đây bao gồm một cặp loa và hai cái chân nha nè. Đây chân bằng gỗ nha nè. Thiết kế rất là cực kỳ chắc chắn. Cái này mình đặt hàng làm và nhận nguyên liệu rất là cao cấp nha mà. Và trưng bày nó rất là đẹp luôn. Và nếu anh em mà mua mà anh em mà không lấy chân thì được sẽ để lại cho anh em với một mức giá chỉ với là 7.500.000 đồng thôi nha em. Đây. Nói chung thì có chân là 8 triệu, còn không chân là 7.500.000 nha em. Đây, anh em mua anh em hãy liên hệ với Nhật anh em. Đây dòng loa là phải nói là rất là hot, nhưng mà nghe nhạc hoặc hát karaoke cái dòng này nó rất là tốt. Anh em mà chơi nó để mà nghe nhạc, xem phim giải trí bình thường cũng rất là hay. Rồi ok, thời cảnh nha. Rồi anh em mình video xong. Bye. Anh em thể vào trang facebook.com/nhậtaudio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.